Ngày 27 tháng 4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con gấu chó do một người ở xã Hòa Phú, huyện Củ Chi tự nguyện giao nộp. Con gấu chó trên là gấu đực nặng khoảng 65 kg, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Trình bày với Kiểm lâm, người tự nguyện giao nộp con gấu chó cho hay, con vật trên được một người khác tặng nuôi từ năm 2017 đến nay. Thời điểm tiếp nhận gấu, Kiểm lâm đã dùng thiết bị để kiểm tra thì không phát hiện thấy chip có gắn trên con gấu này. Kiểm lâm đã phối hợp với người của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn gây mê con gấu trên, đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi để cứu hộ chăm sóc sức khỏe. Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với cá thể gấu trên và phê duyệt phương án chuyển giao cho trung tâm cứu hộ gấu.